Xin chào cả nhà, chào quý bà cô dì chú bác và các bạn đến với kênh 8 tin tức. Bản tin ngày hôm nay của chúng tôi có nội dung mới nhất về nam em, cũng như sau những ngày vừa qua cô ấy mong mọi người hãy tha cho cô ấy, cô đừng sống, thì ngày hôm nay cô ấy lại lên mạng giống như là đòi tiên chiến với antifan. Cụ thể bởi vậy không biết như thế nào, mới dự tính là giống như người ta nói là cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng á, bây giờ cô ấy muốn lặng lặng rồi, cộng đồng mạng lại cứ khiêu khiêu chi cho cô ấy nổi đó lên là cô ấy lại đòi kiện. Cụ thể như thế nào hãy cùng chúng tôi tìm hiểu sau bản tin này. Vừa mới xin tha cho con đường sống, nam em lại tuyên chiến đòi kiện antifan. Động thái mới nhất của nam em một lần nữa gây ồn ào mạng xã hội. Mới đây, nam em đã cập nhật loạt trạng thái gây gắt trên trang cá nhân, thông báo cô đã làm việc với luật sư để kiện antifan vì gây ảnh hưởng đến công việc kinh doanh của mình. Cô viết, mấy em phá chị à, chị có thể nhắm mắt cho qua được, còn mấy em đụng tới nhà máy thì chị không chắc à nha. Mình đã bàn giao việc cho đoàn làm việc với luật sư về câu chuyện của K và rút anti rồi, mấy bạn chuẩn bị tâm lý đi nha. Mình khác với mấy bạn, không có mỏm nói được là làm được à nghe. Chuẩn bị thêm tiền để bồi thường thiệt hại cho mình nữa đi nha. Mấy cái đơn hôm hàng mà bị bơm đó, mình cộng vào luôn rồi. Mình đã muốn hòa nhưng các bạn không chịu, bây giờ thì khỏi, lấy lại hết luôn à. Nhưng nam em đòi tiên chiến như vậy á. Động thái mới nhất của nam em được cho là liên quan đến việc nước hoa cô bán á, bị người tiêu dùng chê chất lượng kém và quảng cáo lố trên mạng xã hội gây tranh cãi, khi trợ lý của nam em á khẳng định hương thơm của nước hoa này có tác dụng bảo vệ, hỗ trợ tim mạch và ngăn ngừa ung thư, bảo vệ cả môi trường. Những thông tin này đều không có căn cứ và bằng chứng xác thực để chứng minh, cho nên nhiều người mới nói là làm lố như vậy á. Nước hoa mà bảo vệ môi trường thì mình cũng không biết nha. Xịt vô thì môi trường đang trong lành thì có mùi thơm thì thấy là có khác rồi, mà không biết có ảnh hưởng hay không. Trước đó chỉ vài ngày, nam em bất ngờ đăng tải tâm thư cầu hòa với antifan. Cô cho biết bản thân hiện chỉ muốn có cuộc sống yên ổn, tiếp tục với công việc của mình, mong dừng lại những ồn ào trên mạng xã hội. Là một người nổi tiếng, tôi xin chịu trách nhiệm toàn bộ những gì tôi đã nói và tôi đã làm. Tôi cũng đã hy vọng câu chuyện này kết thúc tại đây và cũng xin gửi lời xin lỗi đến các bạn. Tôi hy vọng ngày hôm nay và các ngày sau các bạn tha cho tôi một con đường sống nha, để tôi buôn bán kinh doanh kiếm tiền trang trải cho tôi và anh Cường được sống một cuộc sống bình yên, không bạo lực, không chiến tranh ngôn từ. Và cũng xin các bạn tha cho những người đang yêu thương tôi để họ có một cuộc đời bình yên. Cô viết như vậy đó. Tuy nhiên bài viết này đã được gỡ bỏ sau khi cô ấy đòi tuyên chiến với antifan.